Hello mọi người, và clip này là mình đang quay khi mình đang đi ăn mì cay ở lầu 4, ở tầng 4 lần đó mọi người. Mì cay Omega ở Trần Hưng Đạo, Cần Thơ nha. Mình có ăn ở tầng 4 được một lần nhưng mà ngồi ngoài, chứ bữa nay là lần đầu tiên mình được ra ngoài sát ban công luôn. Trời ơi, cảnh nó đẹp, đẹp má hú luôn á mọi người. Cảm giác rất là feel cũng như rất là chill nha. Mình vừa ăn và vừa nhìn kế bên là một cái cảnh đường xe chạy qua lại cái kiểu luôn. Rồi, cũng không có gì nhiều, mình sẽ ghép nhạc những phần còn lại nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Hôm qua mình đi ăn do mình còn no quá nên không có thèm lắm. Giờ edit là thấy thèm quá mọi người.